Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, kính thưa các hành giả an cư thuộc sáu giáo đoàn hệ phái các sĩ. Chủ đề của pháp thoại hôm nay tôi kính gửi đến quý vị là vượt qua nghiệp cãi lộn, tranh luận và chỉ trích, được trình bày trong Kinh Trung Bộ 103. Bài kinh này được Đức Phật thuyết giảng tại rừng Pali Ha Răng. Từ khi tập hợp các vị xuất gia, Đức Phật khẳng định với đệ tử của Ngài rằng đó, mục đích chia sẻ chân lý tức Dhamma và đạo đức tức Vinaya là mang lại lợi ích thiết thực hiện tại, đem lợi ích cho nhiều người, và động cơ đó là phát xuất từ tâm từ bi lớn, tâm vị tha lớn, tâm quá độ lớn. Cho nên Đức Phật đã không mệt mỏi rời đây mai đó khắp cả miền Bắc Quán Độ lúc bấy giờ để hướng dẫn sự thực hành về bốn chân lý thánh, bốn niệm xứ, bốn tinh tấn, bốn năng lực lớn, bảy yếu tố giác ngộ và thánh đạo, tám yếu tố. Cho nên Đức Phật khuyên tất cả các đệ tử xuất gia hãy học tập những lời dạy chân lý này trong tinh thần hòa hợp, hoan hỷ, để cùng nâng đỡ và dìu dắt nhau trong đời. Là người xuất gia đó, thì các thành viên tăng đoàn đã chọn lựa con đường tâm linh và tỉnh thức, bỏ lại sau lưng các cơ hội hưởng thụ khoái lạc giác quan, vị thế xã hội và nhiều tiện ích của cuộc sống, chọn lấy con đường phụng sự nhân sinh. Thì các vị tu sĩ từ lúc mới vào chùa, dầu theo bất kỳ giáo phái nào, đều được hướng dẫn kỹ năng vượt qua cái tôi tự cao, cái tôi tự ái, cái tôi mặc cảm tự ti, cái tôi xã hội và nhiều hình thái cái tôi khác. Khi lột bỏ được gai gốc của cái tôi đó, thì việc sống hài hòa giữa chúng, mà thông thường đó, mỗi phòng đó là có mấy thành viên tăng sĩ đồng tu, chúng ta sẽ hạn chế tối đa những sự va chạm, mặc dầu vẫn còn đó những điểm dị biệt về cách sống, cách nhìn, cách tiếp cận, cách giải quyết vấn đề. Mà nền tảng sâu xa đó là do biệt nghiệp của mỗi người là khác nhau. Cho nên nếu so với người tại gia đó, thì các vị xuất gia, dầu chỉ mới vào chùa vài tháng,
Nếu tu trì đúng phương pháp theo nghĩa, hiểu sâu chân lý Phật và áp dụng thực hành chân lý Phật đó, thì các nghiệp như cãi lộn, tranh chấp, chỉ trích đó, được rơi rụng. Thì chúng ta sẽ rất hài hòa. Và đối với trường hợp đó có những quan điểm dị biệt đó, thì không vì thế mà tạo ra các khúc mắc ở trong tâm. Còn người tại gia, ngay cả trong tình trường hợp vợ chồng tìm hiểu nhau đến vài năm và thấy rõ là không thể sống thiếu nhau, quyết định trở thành vợ chồng của nhau, nhưng mà vì nghiệp cãi lộn, tranh chấp, bất mãn nhau, nói xấu nhau, dẫn đến ly thân rồi cuối cùng ly dị. Do đó không nhận diện được sự khác biệt bởi cộng nghiệp và những tác động tiêu cực của biệt nghiệp dưới hình thức đối lập giao, và không nỗ lực để vượt qua nó đó, thì dầu là người xuất gia, mặc dù là có cơ hội vượt thoát được, vẫn bị vướng kẹt ở trường mực nào đó. Thì trong bài kinh này Đức Phật nêu ra ba vấn đề chính. Thứ nhất đó, bốn tình huống dẫn đến cãi lộn và tranh chấp. Thứ hai đó, năm tình huống vượt qua sự tranh cãi. Và thứ ba đó, trong trường hợp chúng ta sống tốt, hành đạo tốt, phụng sự tốt, đón nhận những lời khen, thì để vượt qua cái tôi thì phải ứng xử và tu trì như thế nào. Thì người tại gia đó có thể dựa vào nội dung bài kinh Trung Bộ thứ 103 này để học hạnh của các vị xuất gia trong việc giải quyết các bất đồng. Và nếu quan trọng quá nó, cường điệu quá nó, tiêu chí hóa nó, chúng ta sẽ rơi vào tình trạng không nhìn mặt nhau. Và thậm chí khi mà mâu thuẫn nó lên đến cái đỉnh điểm rồi đó, là chúng ta khởi lên cái ý niệm đó là lỗi trừ nhau, hoặc là như mặt trời mặt trăng, có ông thì không có tôi, có chị thì không có tôi, tức là một mắt một gòn. Và đó là điều rất là đáng tiếc. Phần 1, bốn tình huống cãi lộn và tranh chấp. Đức Phật nhấn mạnh rất rõ là người tu học Phật đó phải luôn luôn khởi tâm hoan hỷ, không màng đến sự cãi lộn và tranh chấp, nhất là khi học chân lý Phật, đạo đức Phật. Thì nếu có hai người hoặc hai nhóm nói khác nhau về chánh pháp và giới luật, hoặc thậm chí là nói khác nhau về vô thủy pháp, tức là Abhidhamma, thì lúc đó, chúng ta nên ghi nhận rằng là đã bắt đầu có sự dị biệt về văn và nghĩa. Thì lúc đó đó, chúng ta cần phải gọi là nhận thức rõ bản chất của sự dị biệt đó là cái gì, để không có đào sâu vào dị biệt mà vốn nó có thể dẫn đến bất đồng, tranh chấp, nói xấu, chỉ trích, công kích nhau, loại trừ nhau. Sau khi dẫn dầm một cách khái quát như vậy đó, Đức Phật đã đưa ra có bốn tình huống. Và đó, mỗi tình huống đó, Đức Phật đều đưa ra các giải pháp để vượt qua đó. Rất đơn giản nhưng mà rất hiệu quả.
tranh cãi một. Đức Phật khuyên là hai bên có các quan điểm dị biệt đó, nên khéo léo chia sẻ và lắng nghe bên còn lại, hoặc là khuyên lẫn nhau như sau: các vị tôn giả chớ có tranh cãi về lời Phật dạy, hoặc chân lý, hoặc đạo đức, hoặc vô thị pháp, vì giữa các vị đã có sự khác biệt về văn và về nghĩa. Có thể rơi vào trường hợp là giống kinh văn nhưng cách giải thích nghĩa của đoạn kinh văn đó đó là khác nhau. Thì trong trường hợp này đó, nếu ai cũng bảo thủ rằng mình là đúng, là bản đề, là hệ quy chiếu, là số 1, và cách lý giải của những người khác á, là không đạt được đẳng cấp đó, hay là cái khác á, là sai, thì sự cãi lộn, tranh chấp, thậm chí là chỉ trích, tấn công khó có thể nguôi ngoai ở cõi lòng được. Và để vượt qua tình huống này đó, thì Đức Phật nói rất đơn giản, đó là chúng ta phải tâm niệm rằng cái gì khó nắm, khó hiểu thì phải ghi nhận rằng đó là điều khó hiểu. Những gì thuộc về chân lý, đạo đức hoặc vô thị pháp, nếu khó nắm giữ thì phải ghi nhận như vậy và phải thừa nhận bằng lời. Cái cách mà Đức Phật sử dụng đại từ nhân xưng như là một gợi ý cho chúng ta bắt chước theo đó là: này các hiền giả, các bậc hiền mà, chứ không phải là phàm phu tăng hay là tập sự tăng. Và gợi ý về bậc hiền đó để nhắc nhở rằng đó, các vị xuất gia cần phải có các hành xử từ lời nói đến việc làm vượt lên trên các giới hạn của con người theo nghĩa tích cực. Mà tổ Quy Sơn của Trung Hoa đó, tức là nói bằng một hình ảnh đó, mỗi khi cất bước mở ra phương trời cao rộng, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, tức là tâm mình hướng đến phương trời an lạc, hạnh phúc, giải thoát, phụng sự, đóng góp, mang lại các giá trị chuyển hóa, khép lại các nỗi khổ và niềm đau. Cái nhiệm vụ chính của tu sĩ là làm chỗ đó, chứ không phải là đi tranh cãi rằng đó, cách hiểu của mình về chân lý Phật, đạo đức Phật, vô tỷ pháp Phật là sâu hay chưa sâu, người khác là đúng hay chưa đúng. Còn cái cách tiếp cận khác của người khác đó, thì chúng ta cứ ghi nhận đi, đây là vấn đề sâu khó hiểu, cho nên mình ghi nhận nó là khó hiểu. Vì nó là khó hiểu cho nên nó được quyền tiếp cận bởi nhiều nhiều khía cạnh khác nhau, nhiều góc độ khác nhau. Ở cấp giáo dục đại học, university level, thì nó có phương pháp nghiên cứu được gọi là interdisciplinary approach, là cách tiếp cận đa ngành, tức là một vấn đề mà chúng ta có thể mổ xẻ nó, phân tích nó, ứng dụng nó dưới nhiều góc độ khác nhau. Nó ví dụ như vấn đề giới tính này, nam nữ và thứ ba, có thể được tiếp cận từ góc độ nhân chủng học, xã hội học, tâm lý học, luật pháp học, tội phạm học, đạo đức học, tâm linh học, gia đình học. Và tương tự, chân lý của Đức Phật
là sâu sắc, cho nên á có thể có tình trạng là hiểu khác nhau về văn, khác nhau về nghĩa cũng là chuyện bình thường thôi. Chúng ta không nên áp đặt mọi người phải buộc hiểu theo cách tiếp cận của mình. Mặc dù có thể cách tiếp cận đó là hay, là sâu, nhưng chúng ta phải có tinh thần dân chủ để tạo cơ hội cho những người khác tiếp cận chân lý Phật theo cách riêng của họ, miễn là có ích. Và bằng cách này đó, mặc dù có cách tiếp cận khác nhau về chân lý Phật ở góc độ văn, có nghĩa là nghĩa đen, chữ trắng, gồm văn phạm, từ lỗi, từ vựng, nghệ thuật tu từ, hệ thống chấm câu, cách đảo ngữ và ngữ nghĩa trong từng ngữ cảnh, trong trường hợp nào hiểu như thế nào, trong trường hợp nào hiểu theo cách khác. Thì bằng cách thừa nhận là có những cái lớp ý nghĩa khác nhau, các cái lớp chiều sâu khác nhau, cho nên cách tiếp cận của người khác được quyền khác biệt với cách tiếp cận của mình. Và tinh thần tự do học thuật đó giúp cho chúng ta có cái nhìn thoáng mở hơn và vượt qua được tính chủ quan, tính thành kiến, tính định kiến mà chúng ta có thể gán lên đối với một con người, một phong trào, một trường phái vốn có cách tiếp cận và lý giải khác với mình. Tranh cãi hai. Nếu có trường hợp tranh cãi xuất hiện giữa hai người hay giữa hai nhóm do khác nhau về kinh văn nhưng giải thích giống nhau về ý nghĩa, thì nên khéo léo nói với hai bên rằng hãy lắng lòng, sẵn lòng lắng nghe nhau. Các vị tôn giả trở nên tranh cãi về lời Phật dạy thì giữa các vị ít nhất là có sự giống nhau về cách giải thích ý nghĩa, chỉ có khác nhau về văn tự thôi. Cho nên sai khác về văn tự chỉ là chuyện nhỏ thôi, không nên bận tâm quan trọng quá và làm lớn chuyện về sự khác biệt chẳng đáng phải bận tâm này. Đó là lời khuyên của Đức Phật. Những người tu theo Phật giáo Nam truyền đó có khuynh hướng cho rằng đó chân lý Phật và vô tỷ pháp mà mình tiếp cận đó là nguyên thủy giáo pháp. Cái nhìn đó đã làm cho đại đa số các nhà Phật học Nam truyền đó nghĩ rằng cách tiếp cận của Phật giáo Đại thừa chứa đựng ở trong các kinh điển Đại thừa đó bị ảnh hưởng từ ngoại đạo, cụ thể là Bà La Môn giáo. Khi xem Đại thừa bị ảnh hưởng bởi Bà La Môn giáo đó thì rất khó có cơ hội để các nhà Phật học Nam truyền đó có thể ngồi thảo luận, tham gia Phật sự để tìm kiếm các giải pháp cho vấn nạn của con người với các nhà Phật học Đại thừa. Ngược lại đó, khi các nhà Phật học Đại thừa cho rằng mình là phương tiện chuyên chở lớn, có tâm bồ đề lớn, tâm từ bi lớn, tâm phụng sự lớn, và đồng thời xem các nhà Phật học Nam truyền đó là tâm lý ích kỷ, vị kỷ, nhỏ nhoi, hạt giống thúi, hạt giống lép,
chỉ biết cho riêng mình. Cơ hội ngồi chung nhau để phụng sự Phật giáo và nhân sinh đó chắc chắn là gặp các trở ngại. Về bản chất đó, thì các lời dạy được xem là nguyên gốc của Đức Phật trong kinh văn Pali, như là Tứ Thánh Đế, 12 mắt xích sự sống, nhân quả, luân hồi, bản chất niết bàn, rồi khái niệm tánh không, rộng ra về các giáo pháp hành trì đó, thì có bát chánh đạo, bảy yếu tố giác ngộ, tứ niệm xứ, tứ dị túc, tứ chánh cần, ngũ lực, ngũ căn, vân vân. Về căn bản á, là thống nhất giữa hai trường phái Phật giáo. Còn cái ngôn ngữ để mô tả cách thức để diễn đạt á, chúng ta hiểu là về phía Phật học Nam truyền đó, nó thuộc về phong cách mô tả, description. Trong khi trong kinh văn Đại thừa đó, nó thuộc về phong cách phân tích, analysis. Mà đi theo phong cách phân tích đó, thì câu chữ nó phải dài, phong phú, phân tích, đặt vấn đề, biện luận, phản biện, dùng khái niệm triết học, xã hội học, tâm lý học để làm cho một vấn đề đó được hiểu ở mức độ chiều rộng lẫn chiều sâu. Và cái cốt lõi của chân lý Phật cũng dẫn con người về đến sự giải thoát khỏi các khổ đau, chứng đắc ba tuệ giác lớn, trở thành thánh. Và bậc giác ngộ đó dưới Đức Phật gọi là A-la-hán hay gọi là Bồ-Tát, nó không quan trọng nữa. Cái điểm chung nhất giữa tâm linh A-la-hán và tâm linh Bồ-Tát đó là sự giải phóng mình khỏi các nỗi khổ niềm đau và kết thúc mình khỏi sanh tử do nghiệp tham ái dẫn dắt, bao gồm dục ái, hữu ái, vô hữu ái. Trong Phật giáo Nam truyền đó, nó rất rõ. Thành văn đó là giác ngộ bằng nghe tứ đế. Duyên giác là giác ngộ bằng hiểu sâu sắc về thuyết duyên khởi và bằng hai mắt xuất sự sống. Còn giác ngộ mà không có mặt cùng thời với Đức Phật Thích Ca thì gọi là độc giác, tức là giác ngộ một mình. Quả chứng của thanh văn, duyên giác và độc giác gọi chung là Arahant, tức là quả A-la-hán, bậc tỉnh thức. Và A-la-hán cũng ngang bằng với Phật, chỉ thua Phật ở một điểm, đó là Phật là bậc A-la-hán đầu tiên khám phá ra con đường để đạt đến quả A-la-hán, hiến tặng là phương pháp để đạt được quả vị A-la-hán. Còn các vị A-la-hán đệ tử, gọi là thánh đệ tử, là những người A-la-hán nương theo con đường bát chánh đạo và rộng hơn nữa là tứ thánh đế, được Đức Phật truyền bá mà chứng đắc được cái quả vị giác ngộ như Đức Phật. Đó là quan điểm của Phật giáo Nam truyền. Qua đến Phật giáo Đại thừa đó, thì thanh văn á, thắp phần duyên giác, duyên giác thắp phần Bồ Tát. Bồ Tát là lúc đầu có 10 đẳng cấp tâm linh, sau đó mở rộng trong kinh Hoa Nghiêm và kinh Hổ Lăng Nghiêm thành 51 tập cấp tâm linh. Rồi cuối cùng đó là diệu giác, giác ngộ mầu nhiệm, rồi đẳng giác, nó đủ là vô thượng, vô đẳng chánh giác. Đó là sự giác ngộ mà không có ai có thể ngang bằng được, đó là sự giác ngộ của Phật. Còn nếu chúng ta phân tích nội dung của giác ngộ A-la-hán trong kinh văn Pali và giác ngộ trong 51 tập cấp tâm linh Bồ Tát, hay gọn lại là thập địa Bồ Tát, thì nội hàm tu chứng không có gì khác nhau, nhưng mà ngôn ngữ mô tả là khác biệt.
Cho nên dựa vào lời Phật dạy nêu trên đó, thì chúng ta tập trung vào mảng ngữ nghĩa tương đồng hơn là các dị biệt về phong cách ngôn ngữ, phong cách mô tả, phong cách phân tích, phong cách văn phạm, bài kinh dài hay ngắn, vân vân. Thì bằng cách đó chúng ta sẽ vượt qua được nghiệp cãi lộn, tranh chấp, bất đồng, chỉ trích, nói xấu, tấn công lẫn nhau. Tranh cãi ba. Có trường hợp tranh cãi xuất hiện giữa hai người hoặc hai nhóm. Khi cả hai đó đồng nhất về văn, đồng nhất về nghĩa, thì nên thừa nhận rằng không nên tranh chấp, tranh cãi bắt đầu về lời Phật dạy. Vì quý vị đã giống nhau cả văn lẫn nghĩa rồi. Cái mấu chốt của sự tranh cãi trong tình huống này là gì? Chứng tỏ là mình cao hơn, giỏi hơn, vượt trội hơn các bạn đồng tu còn lại thôi. Đang khi sử dụng cùng một văn bản kinh điển và hiểu cùng một nội dung kinh điển, nhưng mà ta không thừa nhận rằng đó, cái cách đó như thế là giống nhau, là ngang bằng nhau, và vẫn rơi vào cái thái độ tranh chấp rằng là phải có một người cao hơn. Giờ chúng ta thử hình dung, nếu hai người hay là ba người cùng cưỡi trên một con ngựa, chắc chắn phải có một người ngồi trước, một người ngồi chính giữa, một người ngồi sau. Còn lại đó, hai người cưỡi trên một con ngựa thì phải có người ngồi trước và ngồi sau. Có rất nhiều người họ có cái tâm niệm như thế, cũng có một truyền thống tiếp xúc cùng một bản văn kinh điển, hiểu cùng một ngữ nghĩa giống nhau, nhưng có người nói là tôi hiểu sâu hơn, tôi hiểu chuẩn xác hơn. Còn sư huynh, sư đệ, sư tỷ, sư muội không bằng tôi. Lối tư duy đó, một mặt đó, đương sự đã quan trọng và cường điệu quá tầm hiểu biết của mình, vượt lên trên cái sự hiểu biết ngang bằng của các đồng tu khác. Cho nên khi biểu đạt cái nội dung được người đó hiểu đó, thì người ấy có khuynh hướng quan trọng qua vấn đề. Như thế cái này là ghê gớm lắm, quan trọng lắm, đặc sắc lắm, vượt trội lắm. Nhưng mà khi nghe nói ra hoặc là viết ra, thấy nó cũng bình thường thôi. Có nhiều người rơi vào cái tâm lý đó. Cho nên ít thừa nhận người khác bằng mình, để theo đó hợp tác với mình. Những người như thế thì luôn luôn sống trong sự cô đơn vì tự biệt lập mình, bởi việc chấp vào cái tôi tối thượng, mình là số một. Tương tự trong mối quan hệ vợ chồng, nếu người nào đó, một trong hai người, mà lúc nào cũng có thái độ muốn cải chính, người A nói chuyện A thì người B này đó phải cải chính theo nội dung B. Nếu không cải chính là chuyện không nổi, bắt buộc nói cho bằng được, cải cho bằng được, lý sự cho bằng được, thì sự cãi vặt mà vốn nó là những cái tiểu tiết chẳng đáng đâu vào đâu, làm tan nát hạnh phúc gia đình. Thì trong mối quan hệ vợ chồng thì tôi thường nói đó, một trong hai người thắng về sự tranh cãi được hiểu đồng nghĩa là dẫn đến tình trạng cả hai cùng thua. Vì một trong hai người thắng thì còn lại đâu thèm nói chuyện đâu, hờn giỏi, giận giỏi, căng thẳng, khổ đau, bực tức. Và nếu cái tình trạng này cứ xảy ra thường xuyên đó, thì hạnh phúc gia đình tan nát hết, đổ nát hết. Cho nên muốn duy trì hạnh phúc vợ chồng, điều quan trọng hàng đầu đó
là vượt qua được nghiệp tranh cãi bằng miệng, bằng văn tự. Rồi sau đó vượt qua nghiệp tranh cãi ở trong tâm. Có nhiều người có thể là không nói ra bên lề, bằng lời, bằng chữ viết, nhưng mà trong đầu cái lý sự tối về nằm là không thể ngủ được, căng thẳng khó chịu, cứ lý luận một mình, đối thoại một mình để giải quyết cái mâu thuẫn đó ở trong cái đầu của mình thôi, chứ không phải là ngoài cái thế hiện thực. Thì trong trường hợp đó chúng ta nên nhớ lời Phật dạy, đó là cả hai bên đã thống nhất về văn và về ngữ nghĩa rồi, thôi tranh luận nhau làm gì, anh có hơn tôi hay tôi hơn anh nó không quan trọng nữa, miễn là chúng ta hiểu đúng được vấn đề, tiếp cận đúng được vấn đề là đặt yêu cầu. Tranh cãi bốn, Đức Phật dạy như sau: nếu đối với chân lý và đạo đức do ta ban hành nên được học tập trong sự hòa đồng và quan hỷ vô tranh, khi có một đồng tu được nghi là đã phạm một điều đạo đức nào đó thì đừng hấp tấp khiển trách vị ấy, quy tội cá nhân, cần phải xem xét hết sức thận trọng, không gây hiểu nhầm, không tạo hàm oan, không làm lớn chuyện. Thế là quy định về đời sống của các vị tăng sĩ theo tứ phần luật mà phần lớn các trường phái Phật giáo đại thừa tại Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên hiện nay đó, thì tăng gồm có 250 điều đạo đức và ni thì có 348 điều đạo đức cần phải giữ, không để cho vi phạm. Thì trong trường hợp mà mình hoài nghi một người nào đó lỡ hoặc cố ý phạm vào một điều nào đó, thì thái độ mà Đức Phật dạy chúng ta là gì? Phải hết sức cẩn trọng. Điều quan trọng nhất là đừng bao giờ tạo ra nỗi hàm oan. Có những trường hợp thấy vậy mà không phải vậy, nhất là trong cái thời kỳ tiểu thuật số này, người nữ tại gia đã bị lừa đảo do thiếu hiểu biết bởi những kẻ độc ác rành về là IT, nhất là phần mềm Photoshop. Thì thông thường trên Facebook chúng ta thích để các hình ảnh của mình đủ kiểu dáng hình và tư thế, thì những kẻ ác đó, họ sẽ cắt cái đầu của mình ra bằng Photoshop và ráp vào cơ thể của một người phụ nữ lõa lồ, thậm chí là đang hành dâm, và bắt đầu phát tán ở trên mạng. Thì với cái tinh nghệ trong Photoshop đó, thì người xem sẽ khó có thể nhận diện rằng đây là một bức ảnh ghép. Rất khó. Cỡ như Tổng thống Barack Obama và Donald Trump đề thứ 44 và 45 đó, bị ghép vào các hình ảnh xấu xa đó đó, rồi lúc cũng vợ khóc vợ cười. Thì nhiều như phụ nữ người ta ý thức về chính mình nhiều lắm, cho nên khi bị kẻ xấu tống tiền bằng những cái hình ảnh ghép đó mà vốn mình không phải là một người ở trong cái tình huống đó, không biết phải giải thích thế nào, không biết phải thoát ra thế nào, cho nên dễ bị làm tiền và bị dẫn dắt theo cái hành vi xấu ác và tội lỗi của họ. Thì trong tình huống đó phải báo công an và cảnh sát điều tra để truy ra hung thủ, thậm chí là mình giả vờ đóng kịch đó, sẵn sàng là trả tiền, là tống tiền đó, hẹn ra một cái địa điểm nào đó. Thì ngay lúc mà đưa tiền ra, bên kia tiếp nhận thì có máy thu âm và vân, thì bằng chứng không chối cãi đó mới có thể giúp cho nạn nhân thoát ra khỏi cái ách nạn đó. Mặc dù đã thoát ra khỏi rồi, nhưng mà các hình ảnh phát tán
vào những trang web xấu, những trang web dơ, thì hầu như là hình ảnh của chúng ta đó bị ngộ nhận lớn và rất khó có thể giải thích được. Người ta thấy rõ một bằng hình ảnh mà, nhưng mà đó là cắt ghép mà. Cho nên là các thông tin gây ngộ nhận có chủ đích đó, thì mục tiêu của đó là tạo ra đổi hàm quan và tấn công, biến nạn nhân trở thành một cái con mồi để mang lại các lợi ích kinh tế hay là lợi ích xã hội, nhằm lỗi trừ và xóa bỏ cái ảnh hưởng của nhân vật đó đối với cộng đồng. Điều quan trọng thứ hai là Đức Phật khuyên là không nên làm lớn chuyện khi mà đồng tu của mình đó lỡ phạm phải một điều gì đó. Thì chúng ta tìm giải pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề đó, chứ không có lợi dụng tình huống đó để tấn công. Về vấn đề này đó, thì chúng ta hiểu là trong thế giới kỹ thuật số ngày nay đó, tính nhạy cảm với vấn đề nó rất là mạnh, và chậm trễ trong việc minh bạch hóa vấn đề tạo ra sự tổn thất cho tập thể mà các nhân vật cá thể này nó là một thành viên. Chẳng hạn như hãng máy bay United Airlines có chính sách đó, được quyền tống khứ các hành khách hạng vé kinh tế ra khỏi máy bay, mặc dù đã lên ngồi trên máy bay rồi, để nhường cho các hành khách quan trọng hơn. Và nếu yêu cầu mà hành khách không hợp, có thể kéo lôi hành khách ra bằng các lực lượng an ninh tại phi trường. Bác sĩ David Đào, người Việt Nam sống tại Mỹ, bị leo cối đến độ va vào cái thành ghế, chảy máu mũi và ngất xỉu. Những người ngồi kế bên đã quay được clip đó và phát tán trên mạng. Chưa đầy 36 giờ đồng hồ sau, tập đoàn United Airlines mất đi hết mấy tỷ Mỹ kim. Và nó tạo ra một làn sóng tẩy chay hãng máy bay giá rẻ này trong cộng đồng toàn cầu. Chỉ vì chậm xin lỗi thôi. Chỉ những chậm xin lỗi mà CEO của tập đoàn này đó xin lỗi một cách gượng gạo, không có thừa nhận lỗi về phía mình, còn đổ lỗi cho bác sĩ Đào, lập tức thêm ngày hôm sau mất thêm vài tỷ Mỹ kim nữa. Cho nên đó, để giải quyết các khủng hoảng truyền thông kỹ thuật số đó, thì những người có trách nhiệm cần phải minh bạch hóa liền, nhận cái trách nhiệm đó về phía mình. Còn nếu người đó thiếu cái sự xấu hổ, thiếu cái ứng xử thông minh, thì tập thể quản lý nhân vật đó cần phải ra thông cáo báo chí để làm lắng yên dư luận. Còn việc kéo dài tình trạng đó là gây tổn thất cho cái tập thể đó rất là lớn. Cho nên đó, xem xét hết sức cẩn trọng không có nghĩa là chúng ta phớt lờ, giấu giếm, bao che. Vì luật pháp Việt Nam và luật pháp thế giới xem cái tội bao che là đồng đỏ và đáng bị nghiêm trị. Cho nên chúng ta cần phải có những chuyên gia xử lý các khủng hoảng truyền thông liên hệ Phật giáo, để khi một vấn đề gì đó xảy ra cái là chúng ta có cái kịch bản để giải quyết liền, chứ đừng giải phó là đối phó tạm thời. Thì trong thời gian năm 2018-2019 đó, thì Phật giáo Việt Nam đó đã bị xuống ruộng đến dài ba sự kiện tai tiếng lớn, mà không phải do giáo hội tạo ra, chỉ do một số cá thể tăng ni tạo ra thôi, gây ảnh hưởng làm tổn thất niềm tin quần chúng rất là đáng đau lòng. Phần hai, vượt qua sự cãi lộn và tranh chấp. Đức Phật nêu ra có 5 tình huống. Và mỗi tình huống á, nếu chúng ta áp dụng đúng á,
thì các bất đồng đó được lắng dịu xuống, được kết thúc lại, được giải quyết đến tận gốc rễ. Và cái hậu quả xấu ảnh hưởng đến những người có liên hệ trực tiếp và những người bị cộng hưởng gián tiếp á, là không đáng kể. Chúng ta nên nghĩ đến các giải pháp theo cái tiêu chí mà Đức Phật đã nêu ra trong bài kinh này. Tình huống một, sẽ không tổn hại cho bản thân ta và người ghi can. Nếu người ghi can không tức giận, không uất hận, phản ứng nhanh chóng, lại sẵn lòng biết tiếp thu những lời góp ý, thì ta nên giúp người ấy vượt qua tất cả lỗi lầm, hồi tâm hướng thiện. Thì trong tình huống này, vì động cơ tốt cho nên phải góp ý. Như vậy, giải quyết các vấn đề tranh cãi bất đồng á, Đức Phật á, kêu gọi chúng ta đứng ở góc độ tinh thần xây dựng hơn là chỉ trích. Người tốt thì góp ý mang tính xây dựng để giúp cho người khác hoàn thiện chính họ. Kẻ xấu và ác lợi dụng một sơ suất hay là bất cẩn của người khác để tấn công họ, dìm hàng họ, triệt hạ họ, để cho người đó chết luôn, tiêu tán đời luôn. Thì cả năm tình huống á, Đức Phật đều kêu gọi chúng ta học phong cách xây dựng và góp ý để cải thiện tình huống. Thì đây là cái tình huống lý tưởng nhất. Khi nghi can được xem là xấu, có vi phạm tội lỗi, có những điều sơ suất, như vậy bản chất là người đó là người có tâm cầu thị, biết lắng nghe. Cho nên khi có người chỉ điểm đúng tình huống, người đó đã không giấu giếm, thừa nhận ngay, phát lộ sám hối và cam kết không để cho vấn đề đó tái phạm và chịu trách nhiệm vấn đề đó về phía mình, không cố tình giải thích rồi biện hộ, đổ lỗi, quy trách nhiệm cho ai hết á, và giải quyết vấn đề đó nhanh chóng sớm nhất có thể. Theo tình huống này đó, thì chúng ta là một người có tâm từ bi, hành Bồ Tát đạo, chúng ta nên nỗ lực xây dựng. Thì những người như vậy đó, sau cái biến cố đó, họ sẽ trở nên tốt hơn. Và nếu trong tình huống đó chúng ta biết người ấy sai, biết người đó có cái tâm cải thiện mà mình không chịu góp ý giúp, thì chúng ta có lỗi, ích kỷ. Có lỗi, không giúp người khác cải thiện được. Tình huống 2, sẽ không tổn hại cho bản thân ta, nhưng sẽ có hại cho nghi can. Nếu nghi can tức giận, uất hận, phản ứng chậm chạp nhưng dù sao cũng dễ thuyết phục, thì trong tình huống này ta nên nói một cách khéo léo, giúp cho nghi can vượt qua được các bất thiện. Và tình huống đó chúng ta nên chủ động nói góp ý và xây dựng. Khi mình phân tích ra một điều gì sai ở một người khác, người đó có thể bị giảm đi uy tín, mất đi niềm tin của cộng đồng, mất đi một mối quan hệ, một số cái quan hệ nào đó, thậm chí là mất đi hợp đồng, vân vân. Nhưng rồi đó, cái việc đó có thể giúp cho họ cải thiện chính họ, làm mới chính họ, trở thành tốt hơn. Và việc góp ý đó ra đó hoàn toàn không có tổn hại gì đối với mình. Thì ở đây Đức Phật khuyên đó, động cơ mà chúng ta cần phải làm trong tình huống này đó là vì lệ lạc, giúp ích cho người chưa hoàn thiện có cơ hội hoàn thiện chính họ và an trú vào điều thiện.
Cho nên không có lý do gì mà chúng ta không góp ý. Dĩ nhiên cái góp ý phải rất là khéo léo. Khen tặng ai đó thì nên khen tặng trước tập thể, để họ được lên tinh thần, họ phấn chấn nhiều hơn nữa để làm việc tốt, việc nghĩa, việc Phật, việc thiện. Góp ý ai đó thì góp ý ở chỗ riêng, để người đó không bị tự ái. Nhiều người đó, mặc dù biết là người ta chỉ điểm mình là đúng, các sơ suất và khuyết điểm của mình là có thật, nhưng mà khi bị chỉ điểm trước một người chúng thì họ cảm thấy là bị va chạm cái tôi. Họ có cảm giác là tôi bị đấu tố, tôi bị chơi xấu, tôi bị thế này, tôi là nạn nhân thế kia. Cho nên đó, họ đã không sẵn lòng nghe và cố tình đã làm ngược lại như thế để tỏ vẻ thái độ bất cần đề. Tôi như vậy đó, chịu chịu thôi. Cho nên đó, người tu hạnh Bồ Tát phải hiểu rõ cái phản ứng tâm lý của từng con người để góp ý xây dựng họ, giúp cho khắc phục cái điểm yếu kém nào đó, thì cũng phải biết chọn thời điểm và điểm thích hợp, dùng lời lẽ thích hợp. Muốn có cái gì đó đầu tiên phải khen trước, nói những cái tích cực, cái hay, xong hết rồi đó rồi đưa cái còn sơ suất nhỏ lên thôi, là nghe thật bị sốc. Tại vì ai người ta cũng đòi hỏi đến tính công bằng. Về luật pháp á, người ta chả cần biết anh chị ông bà đã từng đóng góp cho đất nước này bao nhiêu thứ, cho thế giới này bao nhiêu thứ, nhưng mà ở cái phạm vi mà mình có tội đó, thì họ đem ra phạt phù hợp xử mình thôi. Cái đó đã tạo ra ức chế dữ lắm. Bao nhiêu đóng góp của chúng ta từ thời điểm là nghi can trở về trước là được xem là đổ sông đổ biển hết à. Cho nên đó, trong việc góp ý dân sự, chúng ta phải hết sức khéo léo khen tặng trước để cho người ta hài lòng, sau đó mới góp ý. Cái góp ý đó nó mới có thể dễ dàng đi vào nhận thức và thể hiện bằng các hành động cụ thể của người nghe. Tình huống 3: sẽ có hại cho ta nhưng không gây tổn thất cho người nghi can. Nếu nghi can không có tâm tức giận, có tính tình lanh lệ nhưng rất khó thuyết phục do bảo thủ, thì phải nói một cách khéo léo giúp cho người ấy vượt qua được các bất thiện, sống trong sự thuần thiện. Thì trong tình huống này đó, chỉ là chuyện nhỏ, nếu bất lợi cho ta mà đem lại lợi cho người trên đường chuyển hóa, thì ta cũng đừng sợ các tổn thất về phía mình, mà hãy nên nói ra những lời góp ý có giá trị xây dựng. Thì đây là ứng xử của tâm từ bi, làm người chỉ đường đúng nghĩa. Thì thông thường các tập đoàn lớn về công nghệ đó thường trao các giải thưởng vài chục ngàn Mỹ Kim cho đến vài trăm ngàn Mỹ Kim cho bất kỳ ai phát hiện ra các lỗ hổng trong sự vận hành của phần mềm đó, của công nghệ đó. Tức là ta câu toàn mà. Bởi vì những kẻ hacker nếu bị đối thủ mua chuộc bằng một số tiền lớn, có thể đánh gục ngã và làm tổn thất kinh tế của tập đoàn đó, thậm chí gấp trăm lần, gấp nghìn lần, gấp triệu lần so với cái tiền thưởng mà người ta gọi là thỉnh cầu những người giỏi hơn trong việc tìm ra những điểm thiếu sót. Cách đây 3 năm có một cậu bé Việt Nam khoảng 13 tuổi trở thành hacker của hệ thống màn ảnh thông báo ở phi trường Tân Sơn Nhất, khống chế hết và thay đổi nội dung thông báo. Nếu mà nói về trình độ công nghệ thì đó là một thằng đồng trong lĩnh vực này.
Về phương diện luật pháp thì đó là tội phạm, nhưng về phương diện trí não đó là một sự thông minh. Nhà thông minh đó chưa đặt đúng chỗ thôi, mà cậu bé này không quậy phá cái gì hết á, chỉ muốn chứng tỏ rằng mình có khả năng thế thôi, và cho biết rằng là hệ thống có vấn đề. Cho nên cậu ấy ghi một cái hàng á, hệ thống điều hành của quý vị có vấn đề cho nên tôi đã xâm nhập được. Nếu cậu bé ấy mà sống ở Mỹ và truy cập vào các cái tập đoàn như là Google, Facebook vân vân á, thì cậu ấy đã đoạt được một giải thưởng lớn, có thể cả 100.000 Mỹ Kim rồi. Đó là tính cầu thị. Đó là những tập đoàn mà ta có cái tầm nhìn để phát triển chính mình. Còn là các cá nhân á, thì chúng ta bị chi phối và che mờ bởi cái tôi. Cái tôi chúng ta là thích khen tặng hơn là góp ý. Nó hú hồ chỉ là nói xấu, chỉ trích, tấn công, phê phán. Thì làm sao mà chúng ta có thể chấp nhận được? Có nhiều khi chúng ta nói ra một cái điều sự thật nào đó, góp ý cho ai đó, đó chúng ta bị ghét, chúng ta bị ghép tội, thậm chí có thể bị trả đũa đó. Nhưng rồi cái này nó lợi ích cho rất nhiều người, mà nhất là những người đó bị mê muội trong các cái hành xử và chủ trương sai lầm đó. Thì cái việc nói ra sự thật của chúng ta sẽ giúp cho những nạn nhân này kết thúc cái sự bị lợi dụng của họ. Thì trong tình huống đó đó, nói ra bằng động cơ từ bi chứ không phải là vì hận thù và triệt hạ cá nhân, thì những người trong cuộc nếu là một người chân thành đó, thì họ sẽ nhận ra được đây là cái sơ sót của mình, cái sai lầm của mình, họ khắc phục. Điều đó rất là tốt. Tình huống 4, sẽ có hại cho ta và nghi can, làm cho nghi can nổi dậy sự tức giận, uất hận. Tính tình của người ấy lại chậm chạp, khó thuyết phục. Nhưng nếu giúp được người ấy bỏ các điều ác, hướng thiện, thì các tổn thất cho mình cũng chỉ là chuyện nhỏ nhặt thôi, trong khi kết quả là sự hướng thiện và lợi ích cho đại đa số. Cho nên chúng ta phải nói. Và tình huống này đó, nó là phần nhân rộng của tình huống thứ ba. Tình huống thứ ba là có hại cho mình nhưng mà có lợi cho nghi can, thì chúng ta phải nói rồi. Còn tình huống thứ tư này đó là có hại cho mình và làm cho nghi can bị tức giận vì bị phanh phui, vì bị nói những cái điểm yếu, vì nói những cái điểm chưa hoàn thiện. Cho nên đó, nghi can sẽ xem mình là kẻ thù, và các đương sự được gọi là đồng minh hay là cùng phe nhóm với nghi can đó sẽ đồng thời cũng xem mình là kẻ thù. Thì trong tình huống này đó, cái hậu quả tác động từ truyền thông và cộng đồng và xã hội đối với cái việc mà mình nói ra một việc đúng đó, nó là rất lớn. Thì Đức Phật vẫn khuyên người có tinh thần góp ý để chỉ ra cái sai. Hãy xem cái tổn hại nếu có mà người khác tấn công mình, trả đối mình, và thằng đó là từ phía nghi can, vì từ cái thời điểm họ sẽ xem mình là kẻ thù, không để về chung. Thì hãy tâm niệm rằng đó, các tổn thất nếu có về phía tôi thì âu cũng là chuyện nhỏ nhặt thôi, tôi làm vì lợi ích cho đại đa số. Nói theo Nguyễn Đình Chiểu á, đâm mấy thằng gian bút chẳng tà, tức là nêu ra những cái xấu, cái dở, cái ngồi bút nó vẫn hiên ngang bất khuất, không bị mòn đi, nó vẫn sừng sững thách đố trước tất cả những cái trở ngại và thử thách. Thì tôi may mắn á, là học cái phong cách này từ hồi nhỏ. Thì vào những năm mà tôi được 18, 19 tuổi thì còn làm sa di, đang là sinh viên năm thứ nhất, thì khi phát hiện như là báo Tuổi Trẻ, báo Thanh Niên
mà vào cái giai đoạn đó là họ tấn công Phật giáo ghê gớm lắm, bôi nhọ Phật giáo, xúc phạm tăng ni. Thì tôi là người vận động các bạn đồng học đi đến các tòa soạn này ngồi thiền phản đối Bắc Bạo Động và viết những cái bài rất lịch sự phân tích những cái điểm sai của họ, yêu cầu họ đến chính. Và tôi đã thành công được mấy lần. Và một trong những điều mà tạo ra cái căng thẳng nhất đó, đó là cái quyển Phật giáo Việt Nam của giáo sư Nguyễn Tài Thư làm chủ biên, nguyên là quyển trưởng Viện Triết Học. Lúc đó đó, vào năm 89 hay 90 gì đó, thì nhân cái việc làm chủ biên của tác phẩm này, thì trong cái chương dẫn nhập đó, ông phê phán Đức Phật Thích Ca, phê phán Đạo Phật, chống đối Phật giáo, và đưa nhiều cái thông tin rất là sai lệch để diêm hàng Phật giáo. Thì tôi đã viết một loạt 10 bài đăng ở trên tạp văn, nay gọi là tạp chí Văn Hóa Phật Giáo, bằng các bút hiệu khác nhau, khi thì Từ Nhật Thích, khi thì Thích Di Tân, khi thì Thích Nhật Tệ, khi thì Tuệ Nhật. Tại vì nếu người ta biết tên thật của tôi là Thích Nhật Từ, là một chú tiểu, một sa di thôi, thì chắc chắn là người ta không đăng đâu. Thì đồng thời tôi đăng ở trên báo Giác Ngộ. Thì lúc đó thì giáo sư Quỷ Dân Hàm á, chỉ còn gọi là vài tháng nữa là kết thúc cái nhiệm vụ của mình để giao cái tòa soạn từ sự lãnh đạo của cư sĩ sang lãnh đạo là tu sĩ, mà chủ bút mới đó lúc đó đó là Hòa Thượng Thích Trí Quảng, và người sẽ làm thư ký đó đó là Hòa Thượng Thích Giác Toàn. Cho nên trong cái giai đoạn mà chuyển giao giữa chủ cũ và chủ mới, thì giáo sư Quỷ Dân Hàm đó, vốn là có thiện cảm với tôi, cho nên ông đã mạnh dạn đăng đó là lọt bài của tôi để phản biện lại quan điểm của giáo sư Nguyễn Tài Thư. Thì trong đó những cái quan điểm mà nó rất là sai lầm mà không thể là chấp nhận được. Như ông nói là Phật Thích Ca đó sinh ra đó là bị mồ côi từ nhỏ, sống trong gọi là vòng tay của mụ di ghẻ ác độc, tức là Hoàng hậu Ma Sa Bà Đề, đang khi bà xem Thái tử Tất Đạt Đa như là con ruột của mình. Rồi dưới sự tranh giành, quyền lực trong các hoàng tử của dòng họ Sakya, Thái tử Tất Đạt Đa bế tắc đến độ không còn một hướng nào khác, đó là phải trốn bỏ cuộc sống để đi tu thôi, để trốn cái cuộc đời. Đang khi sau khi Đức Phật giác ngộ, Hoàng hậu Ma Sa Bà Đề vừa là dì cũng vừa là mẹ kế đi tu theo ngài. Các hoàng tử như là Ananda, Nanda, Mahanam, rồi Lahola và nhiều hoàng tử của dòng họ Thích Ca đã chẳng màng đến việc kế ngôi Vua Thịnh Phạn, trở thành tu sĩ đến độ dòng họ Thích Ca không còn người để kế ngôi nữa. Đức Phật phải thuyết phục Đại Đức Mahanam bỏ đề tu về để làm vua nước Sakya. Chưa bao giờ có một cái hiện tượng gọi là tâm linh đặc biệt như thế trong lịch sử nhân loại suốt mấy nghìn năm. Nhưng mà giáo sư Nguyễn Tài Thư vẫn có thể phê phán Đạo Phật được, nó ngược lại với lịch sử. Thì lúc đó thì tôi còn trẻ, nó cũng hăng lắm, nhưng mà viết rất là sự, viết theo phong cách học thuật, nói có dẫn chứng kinh nào, trang mấy, dòng mấy, từ dưới điểm lên hay từ trên điểm xuống, thì đập vào người ta không thể nào phản biện được. Tôi nhớ là viết tất cả là 10 bài, đồng thời vận động các bạn đồng học, những người mà tôi quen biết đó cùng viết bài. Trước đó thì tôi đi gặp các bậc cao tăng, thỉnh các ngài lên tiếng nói, nhưng lúc đó phần lớn đều giữ sự lặng thinh thôi. Ngay cả người thầy mà tôi rất là nể trọng và tôi học rất nhiều ở ngài, đó là trưởng lão Thích Từ Thông đó, thì ngài cũng nói lúc đó là tôi thấp thấp cổ bé họng nói vấn đề này ai nghe. Tức là đó là nó phản ánh một cái giai đoạn mà nhiều nhà Marxist
lợi dụng các cái tình huống để chống đối Phật giáo, hạ bệ đạo Phật và làm cho Phật giáo bị ngộ nhận. Thì lúc đó, tôi tình nguyện làm viên đá rải đường thôi. Viên đá rải đường đó, khi mà con đường đã xong rồi, người ta có thể không nhớ đến mình nữa. Nhưng mà nhờ những người có tinh thần viên đá rải đường đó mà con đường nó được hình thành. Đúng bằng cách này, trong suốt 2 thập niên qua, tôi được mệnh danh là cầm đèn chạy trước ô tô. Từ cử nhân 4 năm một lần, trong giai đoạn tôi làm phó tổng thư ký của Học viện Phật Việt Nam, tôi nỗ lực vận động còn là 2 năm một lần, mặc dù không được phép. Rồi mở cử nhân cho cư sĩ tại gia, rồi sau đó bị chống đối thì tiếp tục mở dưới dạng là đào tạo từ xa. Rồi mở hệ cao học, 1.5 năm sau thì Thủ tướng Chính phủ mới cho phép. Và nỗ lực để vận động mở được tiến sĩ. Tuy nhiên những điều đó đó, đứng từ góc độ quản lý nhà nước đối với tôn giáo đó, thì tôi bị mất điểm rất lớn. Vì luật pháp chưa cho phép, mà chờ luật pháp cho phép thì biết bao giờ. Cho nên phải có người nào đó rải đường. Vì cái tổn hại, tổn thất dành cho mình đó, có thể là rất lớn. Nhưng mà sau đó nó lợi cho cộng đồng rất là to. Từ đó không phải để cái công, nó để vì một cái ví dụ thôi. Ở đây Đức Phật dạy rất là sâu sắc. Đó là giả sử nó có gây tổn thất cho mình và những người được đề cập đến trong câu chuyện khuyến thiện, họ chẳng những không hướng thiện mà họ quay xem chúng ta là kẻ thù, và đồng minh của họ, những người ủng hộ họ cũng xem ta là kẻ thù. Chúng ta cũng phải xem việc đó là chuyện nhỏ nhặt, vì nói những điều này ra nó mang lại lợi cho đại đa số. Tình huống 5, ta sẽ bị hại và nghi can cũng không được tốt. Nghi can sẽ tức giận, uất hận đủ điều, phản ứng chậm chạp, không thể thuyết phục được, không thể bỏ được ác, quay về đường hướng thiện. Trong tình huống này, không nên xem thường, đánh giá quá thấp. Tốt nhất nên thực tập buông xả để tâm được bình an. Đây là tình huống bất đắc dĩ. Thứ nhất á, về phía động cơ tốt của chúng ta đã không được trổ quả lành. Đó là người được chúng ta góp ý, xây dựng chân thành, gọi là khuyến khích, nâng đỡ, dìu dắt để giúp cho họ nhận được cái sai, bỏ cái sai, chuyển nghiệp sai, thành nghiệp đúng. Nhưng mà họ là người quan cố, bảo thủ, bám víu, đi theo con đường đó. Đồng thời chúng ta bị rất nhiều các tổn hại từ cái phản quan cố và chống đối của những người bất tuân luật pháp và không còn biết đúng sai là gì nữa. Thì trong trường hợp này đó, sau khi đã nỗ lực cả 4 tình huống nêu trên, mà nếu không may chúng ta rơi vào tình huống thứ 5 á, thì Đức Phật kêu gọi chúng ta là hãy buông bỏ đi. Nói nữa mất thời gian, vô ích, vì ta có cải thiện đâu. Có nhiều người chết mang cái tật xấu đi theo chứ không thay đổi được. Nhất là nghiệp phàm phu ở họ nó quá lớn, sự cố chấp của họ nó quá dai dẳng, như là những con đĩa bám lên trên thân con trâu con bò, dù đã no máu rồi nó vẫn còn tiếp tục hút. Đó là thói quen tập nhiễm trải qua nhiều kiếp sống, hoặc ít nhất là kiếp này đó, nó phải có một cái tuổi thọ 10 năm, 20 năm, 30 năm bảo thủ quan cố với những cái điều sai của mình như thế. Thì sự tự tập buông xả trong kinh Trung Bộ, ở một bài kinh khác đó, Đức Phật dạy như sau: nói năng như chánh pháp, im lặng như bậc thánh. Hoặc có đoạn Đức Phật nói là im lặng như thiền định. Rất tiếc là khoảng 5 thập niên trở lại đây đó, thì tại Việt Nam chúng ta đã sử dụng sai cái câu thứ hai: nói năng như chánh pháp, im lặng như chánh pháp. Chánh pháp thì không có im lặng, chánh pháp là để công bố,
để quảng bá, để giới thiệu cho nhiều người cùng biết. Chúng ta phải chia sẻ chánh pháp, chứ không thể im lặng về chánh pháp. Trong tình huống như trường hợp thứ năm này, nói ra có hại cho mình, mà người kia không cải thiện gì, không thay đổi gì, cố tình làm ngược lại nữa là khác, thì tốt nhất là chúng ta nên buông xả. Mà buông xả đây là gì? Im lặng như thiền định. Thì trong thiền định đó, chúng ta làm chủ được cảm xúc, nên không có bực tức, không ức chế tâm lý, không đè nén, không căng thẳng, không mệt mỏi, không mất ăn bỏ ngủ, hay là im lặng như bậc thánh. Thì bậc thánh đã làm chủ được các phản ứng cảm xúc, vẫn thái độ ra nhìn sự vật, con người, sự việc, tình huống như chúng đang là. Và đó theo kinh Pháp Hoa đó là thể như vậy, tánh như vậy, duyên như vậy, nhân như vậy, hoàn cảnh như vậy, nỗ lực như vậy, phương pháp như vậy, điều kiện xã hội như vậy, thì kết quả trước sau là như vậy. Nó khác với cái chủ nghĩa an bài hay chủ nghĩa an phận thủ thường của Nho giáo. Nghĩa là chúng ta nỗ lực làm tất cả những việc tốt nhất có thể để đóng góp, để thay đổi xã hội, thay đổi nhân tâm. Nhưng rồi đó, cái nhân duyên nó chưa hội đủ cho người ta bảo thủ thay đổi được nữa, thì chúng ta không cần thiết phải nỗ lực về mắt nghiêm thêm nhiều thời gian và năng lượng, không cần thiết. Hãy yên lặng như thiền định, yên lặng như bậc thánh, để chúng ta buông xả cái tình huống đó, buông xả con người đó, buông xả cái điểm bất toàn đó, để cho luật nhân quả nghiêm trị họ. Dĩ nhiên trước mắt, nếu đó là vấn đề nghiêm trọng thì luật pháp sẽ nghiêm trị họ. Nếu luật pháp bị lún đoạn thì luật nhân quả cũng không thể bao che được. Chúng ta không nên tài lanh làm thay thế chức năng của luật pháp, làm thay thế chức năng của luật nhân quả. Thì lúc đó, đó tâm mình đó, nó mới lắng yên được, thoải mái được, không bị vướng kẹt vào những cái chuyện rắc rối. Mà dầu mình phát xuất từ động cơ tốt, với cái chủ trương tốt, hành động tốt, lý tưởng tốt, nhưng rồi đó chúng ta cũng phải buông cái tình huống đó thôi. Sau khi phân tích năm tình huống nên góp ý, thì Đức Phật khuyên chúng ta như thế này: này các đệ tử, hãy nên học theo bốn tình huống đầu, ứng dụng vào đời sống hàng ngày với tâm hòa đồng, hay hoan hỷ vô tranh, không để cho niềm hiềm hận xuất hiện trong tâm, không để phiền dặn ém nhiệm trong lòng, không để quan cố làm ta phân hóa, không để ngôn ngữ chia lìa chúng ta. Đó là những lời khuyên rất là sâu sắc, để cái ức chế tâm lý trong lòng đó, nó tàn phá hạnh phúc của chúng ta. Để cái hiềm giận trong lòng đó, nó có thể làm cho chúng ta bị tai biến mạch máu não, mất ăn bỏ ngủ, rồi quan cố về vấn đề đó sẽ làm cho chúng ta bị phân hóa, hoặc là góp phần tạo ra sự phân hóa lớn hơn. Và tất cả phân hóa đó, nó đều được diễn đạt bằng các hình thái ngôn ngữ, hoặc là lời nói, hoặc là chữ viết, hoặc là internet, hoặc là truyền thông kỹ thuật số nghe nhìn, hoặc là các hình thức tương đương, hoặc là ngôn ngữ là cơ thể, dấu hiệu là ngôn ngữ biểu tượng, ngôn ngữ văn hóa. Nó có thể làm cho chúng ta trở nên chia lìa, phân cách, đối lập, rồi tạo ra rất nhiều các cái bất ổn xã hội. Đức Phật kết luận: nhờ thực tập tốt thái độ hòa hợp, buông bỏ tranh chấp và lời thị phi, không còn cãi lộn, người tu đạt được sự an tịnh ba nghiệp, tạo điều kiện tốt để hướng tới niết bàn, cảm nhận và trải nghiệm an lạc tuyệt đối. Thì nói gì nói, các cô biết chúng ta đừng dựa trên cái sự trả thù, đừng dựa trên cái sự chứng tỏ mình hơn, đừng dựa trên cái việc đó là một cái cơ hội để mà làm nổi bật chính mình, mà là vì mục đích đó, mang lại cái sự chuyển hóa ở những người còn có những điều bất toàn và chưa được như ý.
Phần cuối cùng, ứng xử trước lời khen. Khi chúng ta sống tốt, làm tốt, hành xử tốt, dĩ nhiên là chúng ta sẽ đón nhận được nhiều lời khen, có khi nhận bằng khen, giải thưởng và nhiều hình thức tương đương, cao nhất là huy chương. Thì Đức Phật dạy chúng ta ứng xử như sau: khi giúp các đồng tu hoặc bất kỳ ai đạt được các lợi ích trong đời, thì đừng bận tâm vào những lời được khen ngợi. Đây là tiêu chí hàng đầu khi làm việc thiện, việc Phật. Tức là chúng ta không bị nhiễm đắm vào chủ nghĩa cầu danh. Chúng ta làm để hoàn thiện các nhân cách và hoàn thiện hạnh Bồ Tát, để giúp cho người khác cũng hoàn thiện như chính mình. Đức Phật dạy cách ứng xử trước lời khen. Khi được mọi người khen, như là đồng tu này được tôn giả giúp vượt qua bất thiện, an trú vào điều thiện, thật là lành thai. Tức là khen mình là người giúp người khác thành tựu Phật sự, mở việc lành, giảm việc ác, lệ lạc nhân sinh, phát triển Phật giáo, tăng trưởng dân số Phật tử và nhiều cái thành quả cao quý khác. Thì Đức Phật khuyên là chúng ta hãy khéo léo, một cách chân thành trả lời như sau: thưa các hiền hữu, các thành quả đó không phải một mình tôi làm được. Những gì tôi biết và tôi giúp đều do học trực tiếp từ Đức Phật mà ra, qua các lời dạy của Ngài trong kinh. Tôi chỉ là người lặp lại những gì tôi biết, và do đó tôi chẳng có công gì hết. Đó là thái độ vô ngã quá chính mình về những thành quả mà mình đã đóng góp cải thiện cho đời, cải thiện người, cải thiện xã hội, mang lại nhiều giá trị lợi ích. Thì dạy cái môn mà sư phạm hoằng pháp á, thì tôi cũng khuyên các tăng ni trẻ khoa hoằng pháp học viện Phật Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đó, nên tâm niệm khi mình giảng mà được nhiều tràng vỗ tay, sau khi giảng xong đó nhiều Phật tử bu lại yêu cầu được chụp hình hoặc là gỡ bao thơ cúng dường á, thì mình hiểu cái điều duy nhất, trước nhất là gì, có nghĩa là mình đã chạm vào sự tâm đắc của họ, cho nên họ có sự quý trọng đó. Nhưng đừng vì thế mà rơi vào sự cống cao ngã mạn rằng tôi là số một, tôi là hay. Và hãy tâm niệm lần đó, tôi chỉ là một tu sĩ bình thường, vì chân lý Phật sâu sắc, cho nên khi tôi nói đúng chân lý Phật thì tôi được mọi người kính trọng. Nhưng mà cái kính trọng đó là nhờ từ chân lý Phật, từ Đức Phật chứ không phải từ tôi. Nếu không có tôi thì có các nhà sư, các sư cô khác, các pháp sư khác. Thế bằng các cách nhận thức này đó, thì dù mình có đóng góp rất nhiều về phương diện hoằng pháp đi nữa, chúng ta cũng không nên tự hào, tự đại, tự cao, tự đắc. Và hãy cao một cách tiếp tục làm tương đương và làm tốt hơn. Tức là phá cái luật chính mình. Ngày mai của chúng ta phải tốt hơn ngày hôm nay. Ngày hôm nay của chúng ta phải tốt hơn ngày hôm qua. Năm sau phải tốt hơn năm này. Cứ như thế, nỗ lực phá cái luật chính mình thường xuyên, thì chúng ta sẽ trở thành là người hữu ích lớn. Còn mình làm tốt ta khen là chuyện thường thôi. Trong trường hợp nếu chúng ta chưa làm tốt mà được người ta khen đó, thì không có gì phải hãnh diện. Tại vì cái lời khen nó vượt qua cái giá trị mà chúng ta có thể cống hiến cho đời, thì lúc đó mình phải đánh giá lại, cảm thấy xấu hổ và phải ghi nhận rằng cái thành quả đóng góp của tôi nó không có nhiều đến thế đâu, cho nên đừng có khen tôi nhiều quá để mình không bị vướng chấp vào cái đó. Đức Phật kết luận trả lời như trên
sẽ giúp thoát được tâm lý trở ngại khen mình chê người, nhờ biết giải thích đúng với chân lý và có tâm khiêm cung, nên người như thế không bị phỉ báng, phê bình và chỉ trích. Cái sâu xa nhất trong việc nỗ lực vô ngã quá chính mình trước những thành tựu Phật sự và thiền sự là để hoàn thiện nhân cách Bồ Tát mà chúng ta đang đi trên con đường phát triển tâm Bồ Đề, phát triển tâm từ bi để trở thành nhân cách cao quý vượt lên trên con người. Nên những lời khen, những hình thức khen nó chỉ là cái phần nhỏ thôi, nó không đáng cái gì để chúng ta phải bận lòng. Nhưng mà mình nên xem cái việc đó đó là sự khích lệ, chứ đừng có phủ định nó hết. Vì việc tốt cần phải được truyền bá, được xã hội hóa, được giới thiệu, được ca tụng. Nhưng mà chúng ta đó, trong sự ca tụng đó đừng dướng kẹt mình vào, thế thôi. Còn ca tụng là tốt, và khi chúng ta làm tốt và được các hình thức khen thì cứ là tiếp nhận để làm tấm gương cho mình, tiếp tục làm tấm gương cho người khác. Thầy Đức Phật đó, thì trong 3 tháng mùa mưa an cư, ai tu tốt, làm Phật sự tốt, giúp đồng tư tốt, giữ giới hạnh tốt, đều được tuyển chọn vài ba người để tiếp nhận y Katina, tức là y công đức từ Đức Phật hoặc là từ Tăng Đoàn. Thì bây giờ nó tương đương với cái hình thức là giấy khen, giấy tuyên dương công đức, rồi giải thưởng bằng tiến sĩ danh dự hay là quy chương của nhà nước. Có nhiều cấp quy chương hạng nhất, quy chương hạng nhì, quy chương hạng ba, quy chương độc lập, quy chương lao động, quy chương đại đoàn kết. Mỗi một quốc gia nó có các hình thái quy chương khác nhau, mà quy chương là hình thái cao nhất của các hình thức khen tặng. Thì khi mình đóng góp, người ta làm cái phiếu công đức thì cứ nên tiếp nhận, đừng nói tôi tập vô ngã, tôi không nhận như thứ này. Ngoài trừ trường hợp đó, có đời sống vợ chồng, người bạn đời còn lại đó chưa quan nghĩ với sự phát tâm đó, cho nên đó có đem cái tấm này về rồi không biết gieo ở đâu, giữ ở đâu. Vì vợ biết là vợ cằn nhằn, chồng biết là chồng chống đối, thì lúc đó thì có thể là mình cắt đi, thế vẫn tiếp nhận nhưng mà cắt đi, không có bài nó ra thôi. Còn các hình thức bài nó ra là để cho con cháu, người thân của mình bắt chước, như là bắt chước việc thiện, việc nghĩa, việc Phật, việc có cho đời là rất cần thiết. Kính thưa quý vị hành giả, bài kinh 103 thuộc kinh Trung Bộ dạy 4 tình huống dẫn đến sự cãi lộn và tranh cãi, 5 tình huống góp ý để vượt qua sự tranh cãi và hoàn thiện người khác, và 1 tình huống khi được khen chúng ta đừng đấm nhiễm cái tôi vào những hình thái khen tặng đó. Thì mặc dầu đối tượng bài kinh vào thời điểm Đức Phật thuyết giảng là các vị xuất gia, người tại gia đọc bài kinh này, áp dụng bài kinh này sẽ có thể thành công trong việc chuyển hóa nghiệp cãi lộn, nghiệp tranh chấp, nghiệp nói xấu, nghiệp chỉ trích. Thế vào đó, mỗi khi nghĩ về người khác, nói về người khác thì hãy nói những điều tốt thôi. Còn nếu có góp ý thì chúng ta góp ý ngay là đích thân của đương sự. Và do vậy chúng ta phải tập thói quen, thay vì nói về nhau, talking about someone, thì chúng ta hãy đổi lại là nói với nhau, talking to someone. Mà nói với nhau là nói trực diện, còn nói về nhau là nói một cái đối tượng đang nhấn mặt. Cho nên chúng ta sẵn lòng mở các volume lớn nhất và nhấn mạnh những điểm xấu nhất để diêm hàng nhất. Người tu học Phật thì chúng ta phải tập nói cái tốt, nói điều hay, nói giá trị. Khi mà nhắc về người nào đó thì cho nói những điều tích cực đó, thì tâm của mình nó luôn luôn được bình an và không bị dướng vào cái rắc rối của nghiệp thị phi.
Thì ba mặt một lời nó mệt lắm, phải đối chất đối chứng. Và sau một cái đối chất đối chứng đó là cả ba nó tan nát về tình bạn hết, tan nát mối quan hệ hết. Cho nên á, ứng xử trước những lời thị phi, nếu chúng ta nghiêm trọng quá nó, chúng ta đang biến mình trở thành nạn nhân. Cái cách đơn giản nhất để vượt qua nó là gì? Xem nó không là gì hết á. Nhưng mà nước chảy mây trôi, nó rồi có đó rồi mất đó, quan trọng làm gì cho mệt, tức là buông xả. Kính chúc quý vị hành giả tăng trưởng đạo hạnh và trí tuệ trên nền tảng tu tập thiền và hành trì lời Phật dạy trong 3 tháng an cư mùa mưa. Chúc an lành trong Phật pháp và hành thâm trong các Phật sự. Nam mô Quan Hệ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên, đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.